Xin chào các em, hôm nay thầy Quyến giới thiệu các em thí nghiệm điều chế khí oxy và thu khí oxy bằng phương pháp đẩy không khí. Tôi lắp hệ thống thí nghiệm như các bạn đã quan sát. Tôi lấy oxy già hay là hydro peroxide cho vào công tơ hút. Ở trong này tôi cho sẵn mangan dioxide và tôi chỉ việc bóp nhẹ. Hoàn toàn cái việc thu khí oxy này là chúng ta điều khiển được. Muốn biết oxy đã đầy chưa thì chắc chắn là chúng ta phải dùng tàn bóng đỏ rồi. Hoặc tàn bóng đỏ nó đỏ lên như thế này là được. Phản ứng diễn ra rất là mạnh. Oxy rồi.